Rất vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ lên cho quý chị các sản phẩm quần kaki đồng giá là 220k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 200k trên một sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ở mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều là những sản phẩm quần kaki rất là đẹp và chất lượng, nên là hy vọng quý chị có thể theo dõi hết phiên live ngày hôm nay để có thể là lựa cho mình những cái sản phẩm đẹp. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si thì sẽ là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa này, buổi chiều thì sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị em này là một con quần kaki với thiết kế là tông màu nâu nhạt. Chiếc này thì sẽ thích hợp để cho các bác chúng ta mặc đi làm hàng ngày. Em này thì thiết kế rất là cơ bản này, form dáng của mình là form suông ống rộng, và chất liệu của chiếc này nó là cái chất vải rất là dày dặn, là hàng không có giãn. Các bạn yên tâm là lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình, và chất liệu của sản phẩm này rất là bền luôn. Nếu chị chúng ta mặc năm này qua năm khác, chỉ bao giờ sản phẩm của mình nó cũ thì các bác chúng ta bỏ đi thôi. Đó, và mã sản phẩm của mình sẽ là K175, chiều dài là 106, bụng là 76, đùi là 33 và ống là 23. Size của chiếc này thì sẽ là size 28 ấy. Đây là một sản phẩm quần chính hãng của nhà Edwin. Cho các bác chúng ta coi tem mác để mình yên tâm về cái độ uy tín của sản phẩm. Edwin thì nó là một cái thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Với những cái dòng quần của Edwin thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất lượng cũng như là chất liệu luôn. Em này thì độ mới rất là cao này. Thiết kế thì mặt đằng trước này là có hai cái túi vuông. Xin lỗi quý chị, hai túi chéo này. Đằng sau thì sẽ là túi vuông để các bác có thể là mang theo ví tiền, điện thoại khi mà mình đi ra ngoài. Và mã sản phẩm của mình sẽ là mã K175. Quý chị nào chúng ta yêu thích và vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con quần tông màu khá là sáng này. Chiếc này thì sẽ là thiết kế tông màu nâu nhạt, và mã sản phẩm của mình là K176, với chiều dài là 102, bụng là 78, đùi là 29 và ống là 21. Size của chiếc này thì sẽ là size 29. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size 29 thì cứ thế các bác chúng ta lựa chọn thôi. Hoặc là quý chị chúng ta muốn mà lựa được những cái con quần mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể thì quý chị có thể là đo đạc lại các cái sản phẩm quần cũ của mình. Đó, và bảng thông số sản phẩm thì nhà sành Đồ Si đã ghi luôn bên trên tay trái màn hình để cho các bác chúng ta tiện theo dõi rồi. Em này của mình thì cũng là một con quần form dáng suông ống rộng và chất vải kaki mềm, mặc rất là thoải mái này, và nó cũng là một con quần không có giãn. Mã sản phẩm của mình là K176, thiết kế thì cũng tương tự sản phẩm vừa rồi, chúng ta cũng có thiết kế túi chéo ở hai bên, mặt đằng sau này thì sẽ là túi vuông. Đây là một sản phẩm của thương hiệu ST Andrew. Đây, cho các bác chúng ta coi thì đây sẽ là hình thêu này, và mã sản phẩm sẽ là mã K176. Em này độ mới cũng rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì nó sẽ là cái tông màu kem, nó là cái tông màu trắng kem này, cũng rất là dễ sử dụng. Quý chị chúng ta mặc những cái con quần sáng màu hơn một chút thì nó sẽ rất là trẻ trung, và cái tông màu này thì cũng rất dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm của mình là K177, chiều dài là 98, bụng là 88, đùi là 29 và ống là 21. Chiếc này thì sẽ là size 34. Em này cũng là một con quần form suông rộng rãi thoải mái này. Quý chị chúng ta có thể là sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Đó, và toàn bộ cúc khóa làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Dòng khóa sử dụng thì sẽ là dòng khóa đồng IKK. Đây là dòng khóa rất là bền. Chiếc này thì độ mới cũng rất là cao này. Cái chất liệu kaki của em này cũng là cái chất kaki không có giãn, hàng rất là đẹp. Các bác cứ yên tâm, chất tốt này, các bác có thể là sử dụng rất là lâu dài. Và mã sản phẩm của mình sẽ là mã K177. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần cũng với cái tông màu tương tự. Chiếc này thì nó cũng là một con quần khá là sáng màu. Tông màu của mình nó là cái tông màu ghi, và như ý y như quý chị chúng ta coi trên live luôn, mình coi trên live như nào bên ngoài sản phẩm nó y hệt như vậy. Mã sản phẩm sẽ là K178, với chiều dài là 104, bụng là 78, đùi là 34 và ống là 20. Chiếc này thì sẽ là size 29 này. Các bác có thể là coi qua một chút mặt trước mặt sau của sản phẩm. Em này thì độ mới rất là cao, thiết kế thì cơ bản basic cho quý chị chúng ta có thể là lựa chọn mình mặc đi làm hàng ngày. Với những cái con quần như này các bác có thể là mặc chung với cả áo sơ mi, áo polo sẽ rất là đẹp. Mã sản phẩm sẽ là K178 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong
trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì nó sẽ là thiên sang cái tông màu xanh rêu một chút. Quý chị có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm là K179, chiều dài là 103, bụng là 78, đùi là 33 và ống thì sẽ là 23,5. Size của chiếc này cũng là size 29 này. Và em này thì nó đặc biệt hơn một chút. Cái phần cạp đằng sau nó là cạp chun co giãn, nên là các bác nào mà chúng ta có vòng bụng hơi lớn một chút, lựa những cái con quần chun co giãn như này mặc rất là thoải mái này. Và mặt đằng trước này thì cũng đầy đủ cúc khóa cho mình sử dụng luôn. Mã sản phẩm là K179. Thông số thì quý chị có thể là coi phía bên tay trái màn hình của mình. Chiếc này thì nó là một con quần của nhà Uniqlo. Để các bác có thể coi tem mác chính hãng của thương hiệu này. Uniqlo thì là một cái thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Và thương hiệu Uniqlo thì nhà Sành Đồ Chi giới thiệu rất là nhiều lần đến quý chị rồi. Các bác cứ yên tâm khi mà lựa chọn những cái mặt hàng của nhà Uniqlo, vì cái dòng chất liệu họ sử dụng đều là những cái chất liệu rất là cao cấp này. Em này thì chất vải mềm mịn, các bác mặc rất là thoải mái. Và với cái chất vải như này, các bác yên tâm là lên form dáng cũng vẫn rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Mã sản phẩm sẽ là K179. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này thì dành cho bác nào thích những con quần tông tối màu hơn một chút có thể lựa chọn. Em này thì là tông màu xanh than. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta yêu thích cũng như là lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Mã sản phẩm của mình là K180, chiều dài là 104, bụng là 76, đùi là 31 và ống là 22. Chiếc này size 28 và đây là một con quần của Hàn. Đó, một con quần xuất xứ là Hàn nhá. Chiếc này thì nó là một thiết kế của thương hiệu Red Cap. Đây là thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Về mặt form dáng thì sản phẩm của mình sẽ là thiết kế form suông ống rộng, chất vải dày dặn này. Các bác coi trên live thôi đã thấy cái form dáng chiếc này lên được rất là chuẩn chỉnh rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về mặt chất liệu sản phẩm. Còn về thiết kế thì nó cũng gần như là tương tự với những cái sản phẩm vừa rồi. Mình cũng có đầy đủ là túi chéo ở hai bên và cái mặt đằng sau này sẽ là những cái phần túi vuông này để cho quý anh chị chúng ta mang theo ví tiền điện thoại, để cho các bác chúng ta coi tem mác đính ở mặt đằng sau của quần. Và em này thì có cái độ mới rất là cao luôn. Mã sản phẩm của mình là mã K180. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào thích những con quần trẻ trung này, đặc biệt là thích những cái dòng quần kẹt thì có thể là chốt đơn cho mình em này. Cái sản phẩm này của mình nó không phải là cái dòng quần mặc ở nhà đâu. Đây nó là cái thiết kế quần kẻ chất kaki. Các bác mặc cái sản phẩm này mình mặc hàng ngày cũng được, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Cạp thì là cạp chun co giãn này, chun lên khoảng 4 đến 5 phân như này thì các bác cứ yên tâm là mặc cực kỳ chắc chắn cho mình luôn. Và cái chất liệu chun này thì các bác yên tâm là co giãn tốt và cái độ bền chun rất là cao. Mã sản phẩm là K181, chiều dài là 94, bụng là 80 đến 90, đùi là 30 và ống là 18. Chiếc này thì sẽ dành cho các bác chúng ta thường mặc quần size từ size 35 đổ xuống, các bác đều có thể mặc vừa, vì là cái form quần nó đã là form suông ống khá là rộng rồi, lại còn có cái phần cạp chun co giãn rất là tốt như này thì rất là dễ để cho các bác chúng ta vừa vặn được với em này. Và đặc biệt đây lại là một con quần có độ mới rất là cao, nên là hy vọng quý chị chúng ta cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này. Mã sản phẩm của mình là K181. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì nó sẽ là một con quần thiết kế là tông màu đen. Chiếc này thì các bác mặc hàng ngày này, mặc ở nhà, mặc đi ra ngoài, đi chơi, đi làm đều được luôn. Nhìn chung thì những cái con quần đen mà thiết kế basic như này thì nó lại rất là đa di năng. Đó, và cái phần cạp của chiếc này thì nó là cạp chun co giãn. Mã sản phẩm sẽ là K182, chiều dài là 93, bụng là 76 đến 102, đùi là 30 và ống thì sẽ là khoảng từ 14 đến 17 cm. Chiếc này thì form dáng khá là gọn gàng, nhưng mà với cái chất liệu này thì các bác cứ yên tâm là mặc siêu thoải mái cho mình luôn. Cái chất liệu này cũng là cái chất vải rất là bền, các bác yên tâm là chúng ta sử dụng được rất là lâu dài. Và cũng đầy đủ là thiết kế túi chéo ở hai bên này. Mã sản phẩm của mình sẽ là K182. Em này có cái độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì nó sẽ là một con quần vải mềm thôi. Và chiếc này thì nó sẽ là họa tiết kẻ. Phối màu thì sẽ là xanh lá với cả xanh than. Mã sản phẩm là K183, chiều dài là 98, bụng là 88 đến 98, đùi là 33 và ống là 19. Size của chiếc này sẽ là từ size 34 đến size 39, các bác đều có thể mặc vừa. Cái phần cạp nó sẽ là đáp chun ở bên trong. Riêng những cái thiết kế đáp chun ở cạp như này nó cực kỳ bền luôn, và có cái độ co giãn cũng rất là tốt để cho quý anh chị chúng ta sử dụng này. Hai bên là thiết kế túi chéo và mặt đằng sau này thì sẽ là túi vuông. Em này thì độ mới cũng rất là cao. Một con quần họa tiết kẻ với cái tông tối màu trung tính thì đây cũng là một cái sản phẩm quần sẽ rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này thì rất là hợp lý để quý anh chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi làm hàng ngày. Và mã sản phẩm của mình sẽ là K183.
Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế quần cạp chun chất kaki rất là đẹp. Em này thì độ mới cực kỳ cao đây. Bác nào mà yêu thích những cái dòng quần cạp chun mặc cho nó thoải mái dễ chịu thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình. Mã sản phẩm là K184, với chiều dài là 96, bụng là 74-98, đùi là 33 và ống là 19 này. Và size của chiếc này sẽ là từ size 27 đến size 39, các bác đều có thể mặc vừa. Yên tâm, chiếc này sẽ là một con quần lên form dáng rất là đẹp và rất là chuẩn cho quý chị luôn. Chất vải kaki dày dặn và chiếc này thì nó sẽ là chất vải không co giãn. Mình lên yên tâm là lên form dáng đẹp này và có cái độ bền sản phẩm sẽ rất là cao. Mã sản phẩm là K184, em này là một con quần rất là mới. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần kaki tông màu nâu nhạt. Chiếc này thì nó là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Wrangler. Đây là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Mỹ này, chuyên về những cái dòng quần, đặc biệt là những cái dòng quần jean của Wrangler thì cũng rất là xịn luôn. Mã sản phẩm của em này là K185, chiều dài là 101, bụng là 86, đùi là 34 và ống là 23. Size của chiếc này sẽ là size 33. Cái tông màu nâu này thì cũng rất là dễ để cho các chúng ta phối đồ. Và em này thì cũng sẽ là một con quần cực kỳ trẻ trung năng động này, để cho các bác chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Thiết kế thì cũng rất là đơn giản thôi, như các cái sản phẩm vừa rồi. Mình cũng có thiết kế túi chéo ở mặt đằng trước và mặt đằng sau quần thì sẽ là những phần túi vuông. Và mã sản phẩm là K185. Riêng về chất liệu kaki của em này thì các bác cứ yên tâm, chất kaki rất là đẹp. Nhà dành được xin bao chất cho quý chị luôn. Tiếp theo này chúng ta cùng đến với một con quần nữa có cái tông màu gần như tương tự ở với cái sản phẩm vừa rồi. Chiếc này thì cũng là một thiết kế quần tông màu nâu nhạt và mã sản phẩm là K186, chiều dài là 96, bụng là 90, đùi là 30 và ống là 18. Size của chiếc này là size 35 và em này cũng là thiết kế quần có đắp chun ở bên trong, nên là các bác cứ yên tâm khi mà mặc lên thì nó sẽ có cái độ co giãn rất là tốt ở phần cạp quần. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, tem mác đầy đủ này, nhà sành đồ si cam kết với quý chị toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Sản phẩm này của mình thì sẽ là thiết kế form suông ống đứng này, cái form dáng của nó không quá ôm cũng không quá rộng, các bác mặc lên nó rất là vừa phải này và cái độ mới của chiếc này rất là cao. Em này thì các bác phải mặc lên trên người mới thấy được là cái form dáng của sản phẩm nó rất là đẹp. Nhiều khi nhà sành đồ si treo trên móc nó không thể nào mà thể hiện hết được cái form dáng của sản phẩm lên để cho quý chị chúng ta xem được. Em này của mình có mã là K186. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ si, chất kaki rất là dày dặn luôn. Tiếp theo này chúng ta đến với một con quần jean. Sản phẩm này thì sẽ là một con quần jean tông màu đen trơn, mã sản phẩm là K187, chiều dài là 92, bụng là 90, đùi là 29 và ống là 19cm. Size của chiếc này thì sẽ là size 35 và em này cũng là một con quần có đắp chun ở bên trong luôn. Chiếc này thì rất là dày dặn và có độ mới cực kỳ cao này. Toàn bộ khúc khóa đều là thiết kế hàng kim loại. Đó, với những cái thiết kế kim loại như này các bác yên tâm là dùng thoải mái cho mình luôn. Hai bên cũng là thiết kế túi chéo này và đặc biệt cái chất của chiếc này nó là cái chất jean có độ co giãn, nên là khi mà quý anh chị chúng ta mặc lên nó sẽ rất là đẹp. Về mặt form dáng thì sản phẩm này mặc khá là gọn gàng, các bác có thể là lựa chiếc này mình mặc đi chơi hoặc mình mặc đi làm hàng ngày cực kỳ ok luôn. Độ mới thì siêu cao. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã K187. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cũng là một con quần chất kaki mềm mại và sản phẩm này là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Đó, một cái thiết kế cạp rất là quen thuộc này, đáp chun ở bên trong. Chiếc này của mình thì sẽ là cái tông màu xanh rêu, mã sản phẩm là K188, chiều dài sản phẩm là 100, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 15. Size của chiếc này thì sẽ là size 29 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Form dáng của sản phẩm này mặc khá là ôm. Bác nào mà chúng ta muốn mặc cái form dáng nó gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho mình. Cái tông màu xanh này thì rất là trẻ luôn, các bác cứ yên tâm, nhìn chung thì đều là những cái sản phẩm quần rất là cơ bản để các bác có thể dễ dàng chúng ta phối đồ với những cái trang phục khác nhau. Và mã sản phẩm này của mình là K188 này, một con quần chính hãng của nhà Uniqlo với độ mới rất là cao. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm này thì nó là một con quần vải rất là đơn giản để các bác có thể là mặc hàng ngày. Ai cũng nên có cho mình, sở hữu cho mình một cái con quần vải trong tủ đồ, vì đây cũng là những cái item rất là cần thiết này. Các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Và thứ hai nữa là đi đâu mình cũng có thể là sử dụng được những cái con quần basic như thế này. Mã sản phẩm sẽ là K189, chiều dài là 92, bụng là 72-76, đùi là 30 và ống là 15. Size của chiếc này thì sẽ là từ size 26 đến size 28 là các bác có thể mặc vừa. Form dáng của sản phẩm thì là một con quần form gọn gàng, nhưng mà nó không phải là cái form ôm bó sát đâu, nên là các bác cứ yên tâm là mặc vẫn rất là thoải mái cho mình. Chất vải thì dày dặn này, mã K189.
chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Mình có thêm một con buồn của nhà Red Cap. Ở đầu phiên live thì nhà sành Đồ Si cũng đã giới thiệu một sản phẩm của nhà Red Cap tương tự như cái sản phẩm này đến với quý anh chị rồi. Em này thì nó chỉ khác mỗi cái thông số thôi. Mã sản phẩm là K190 này, chiều dài là 107, bụng là 78, đùi là 31 và ống là 22. Quý anh chị nào chúng ta yêu thích cái sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Em này là size 29 này. Đó, một con quần chính hãng của thương hiệu Red Cap, một cái thương hiệu thời trang của Hàn Quốc. Độ mới của chiếc này thì rất là cao. Form dáng của mình là thiết kế form suông ống rộng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean với tông màu ghi. Sản phẩm này của mình có mã là K191, chiều dài là 94, bụng là 80, đùi là 26 và ống là 19. Size của chiếc này là size 30 cho các bác chúng ta lựa chọn, cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và sản phẩm này của mình thì nó sẽ là một con quần jean chất rất là dày dặn. Các bác coi trên live thôi đã thấy cái form dáng của mình lên rất là chuẩn rồi. Em này thì là chất jean không co giãn, nhìn chung thì cái độ co giãn của nó cũng rất là thấp thôi. Nên là bác nào mà muốn mặc cái form nó ôm một chút thì có thể là chốt đơn em này. Độ mới thì cũng rất là cao. Mã sản phẩm là K191. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì nó là một sản phẩm quần của Nhật này. Trước này thì là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Với sản phẩm này thì cũng là một cái sản phẩm mà các bác có thể là mặc hàng ngày cũng như là mặc đi ra ngoài đi chơi đi làm. Nó thiết kế mặc rất là thoải mái và nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Mã sản phẩm là K192, chiều dài là 93, bụng là 70-80, đùi là 30 và ống là 17. Chiếc này thì nó sẽ là size 32. Quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 32 thì nhanh tay là chốt đơn cho mình hôm nay. Với quần chính hãng của nhà Uniqlo, cao thì là cạp chu co giãn này. Bên trong này có dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh cao. Độ mới của chiếc này rất là cao luôn. Còn riêng về chất liệu của các cái dòng hàng của nhà Uniqlo thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi, chất vải cực kỳ xịn sò luôn. Mã sản phẩm của mình là mã K192. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cũng là một con quần lấy từ nhà Uniqlo. Bác nào mà thích những cái dòng quần tông sáng màu một chút có thể chốt đơn cho mình hôm nay. Form dáng của sản phẩm này nó sẽ hơi ôm này, nhưng mà chất liệu của chiếc này thì nó lại là chất vải có độ co giãn. Mã sản phẩm là K193, chiều dài sản phẩm là 107, bụng là 74, đùi là 25 và ống là 15. Các bác nào chúng ta thường mặc quần size 27 thì nhanh tay là chốt đơn cho mình sản phẩm này. Độ mới rất là cao. Còn riêng về chất liệu thì các bác hoàn toàn yên tâm, nhà sành Đồ Si bao chất cho mình luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Chiếc này cũng là một con quần tông sáng màu. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu trắng kem. Em này thì về form dáng nó sẽ là một con quần form suông ống rộng. Mã sản phẩm là K194, chiều dài là 99, bụng là 71, đùi là 32 và ống là 21. Sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size 25, size 25, size 26 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng là một con quần của Nhật và cụ thể thì đây sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Gu, cũng là một cái thương hiệu nó gần như tương tự cái thương hiệu Uniqlo. Đó là mã sản phẩm của mình là K194. Chiếc này có cái độ mới rất là cao này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này thì nó sẽ là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này mặc cực kỳ sang trọng luôn. Các bác có thể là lựa chiếc này mình mặc đi làm hàng ngày. Đó là mã sản phẩm là K195, chiều dài là 98, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 22. Và size của sản phẩm là size 29. Lại gần một chút này thì quý chị có thể là coi rõ hơn những cái chi tiết mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Chiếc này thì cái phần khóa của nó là khóa cài, cũng rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng. Và đây thì sẽ là những cái chi tiết của cái mặt đằng sau. Độ mới của sản phẩm rất là cao này. Chất liệu thì các bác cứ yên tâm luôn, chất vải dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là mã K195. Em này độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào thích những cái dòng quần tông tối màu, những cái thiết kế đơn giản thì có thể đặt chốt đơn em này. Mã sản phẩm là K196, chiều dài là 95, bụng là 84, đùi là 30 và ống là 19. Size của sản phẩm này thì sẽ là size 32. Em này form dáng thì lên khá là gọn gàng. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là cái form ôm bò sát đâu, nó là cái form suông ống đứng thôi. Và đây các bác cũng có thể là coi gần một chút để chúng ta thấy rõ được những cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm luôn. Độ mới của chiếc này rất là cao. Em này thì cũng là một cái sản phẩm mà các bác rất nên có trong tủ đồ của mình. Mã sản phẩm là mã K196 này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì là một con quần kaki với tông màu xanh than. Cái tông màu xanh than này thì quá dễ để các bác chúng ta sử dụng rồi. Mã sản phẩm là K197, chiều dài là 93, bụng là 74, đùi là 27 và ống là 16. Dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 27 thì các bác có thể là chốt đơn luôn cho mình ngày hôm nay. Form dáng của sản phẩm này thì mặc cũng rất là gọn gàng luôn. Thường thì các bác chúng ta mặc đi làm này, hoặc là đặc biệt là các bác nào chúng ta là
làm việc trong cái môi trường công sở thì chúng ta lựa em này mặc sẽ rất là đẹp luôn, lên form dáng thì chuẩn chỉnh, vì cái chất kaki của chiếc này nó là chất kaki dày dặn và nó sẽ là mặt hàng không có giãn này. Độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, mã K197. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con quần chất vải mềm và sẽ là họa tiết kẻ sọc. Em này tông màu chủ đạo thì sẽ là tông màu đen thôi. Mã là K198, chiều dài là 95, bụng là 88-92, đùi là 32 và ống thì sẽ là từ 14-19 cm. Cái phần gấu thiết kế rất là hay luôn. Mặt đằng sau này thì nó sẽ là thiết kế bo chu này, khi mà các bác chúng ta mặc lên nó có cái độ co giãn. Còn mặt đằng trước thì nó sẽ là thiết kế bình thường, thiết kế trơn đơn giản như thế này. Và cái phần cạp cũng tương tự, mặt đằng sau này là cạp chun, đằng trước thì sẽ là có cúc có khóa đầy đủ cho mình. Độ mới của chiếc này rất là cao này, chất vải không sợ bay, không sợ nhăn, không sợ dù luôn. Mã sản phẩm là K198, dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 34-36 có thể là chốt đơn cho mình em này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần họa tiết kẻ calo. Chiếc này của mình là tông màu ghi, mã sản phẩm là K199, chiều dài là 98, bụng là 86-96, đùi là 31 và ống là 18. Em này có size là từ size 33-38 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Phần cạp đằng sau này của mình là cạp chun co giãn, mặt đằng trước còn có thêm dây đai cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp. Độ mới của chiếc này thì cũng rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà xanh đồ xin, mã K199. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con quần vải thiết kế tông màu ghi đậm. Bề mặt form dáng thì là một sản phẩm form suông ống rộng. Mã sản phẩm là K200, chiều dài là 103, bụng là 78, đùi là 30 và ống là 22. Chiếc này có size là size 29 này. Đây cũng là một con quần rất là đẹp để cho các bác chúng ta mặc hàng ngày cũng như là chúng ta mặc đi chơi đi làm. Với những cái tông màu trung tính như thế này thì quý chị yên tâm là mình có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Em này thì độ mới rất là cao, mã sản phẩm là K200. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Chiếc này thì sẽ là một con quần kaki họa tiết kẻ, tông màu thì phối rất là cơ bản thôi, phối hai màu đen trắng. Mã sản phẩm là K201, chiều dài là 96, bụng là 78-90, đùi là 36 và ống là 20. Size của chiếc này là từ size 29 đến size 35 các bác đều có thể mặc vừa. Form dáng của sản phẩm cũng là form suông ống rộng luôn. Chiếc này thì các bác cứ yên tâm là mặc vừa thoải mái này mà vừa trẻ trung năng động. Ở đây cũng là một con quần rất là đa di năng để cho các bác chúng ta lựa chọn luôn. Độ mới thì cao, thiết kế thì cũng đầy đủ là túi trước túi sau cho mình. Mã sản phẩm là K201 và mọi thông số thì các bác có thể là coi thêm một lần nữa ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con quần chính hãng của thương hiệu Soulfeel. Chiếc này thì nó sẽ là một thiết kế quần với tông màu xanh rêu. Em này màu sắc cũng như là cái chất liệu này form dáng rất là đẹp luôn. Mã K202, chiều dài là 91, bụng là 94-106, đùi là 32 và đùi là 32,5 và ống thì sẽ là 21,5. Chiếc này thì cũng là thiết kế cạp đáp chun ở mặt đằng sau cho quý anh chị. Còn phía đằng trước này thì chúng ta cũng có đầy đủ cúc khóa được làm rất là cẩn thận tỉ mỉ. Độ mới thì cao mà chất liệu thì lại là chất kaki dày dặn, hàng không co giãn. Các bác cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Em này là một con quần còn rất là mới luôn nên là các bác chúng ta nhanh tay chúng ta chốt đơn hôm nay. Màu sắc đẹp và cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sản phẩm là K202. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này cũng là một cái sản phẩm rất là xuất sắc trong buổi live ngày hôm nay. Những cái tông màu nâu đậm như này các bác mặc cực kỳ sang trọng, cực kỳ lịch sự luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là K203, chiều dài là 119, bụng là 89, đùi là 32 và ống là 25. Size của chiếc này thì sẽ là size 35. Để lại gần một chút để cho các bác chúng ta coi kỹ hơn những cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Chiếc này của mình còn chưa cả xé tác luôn nên là các bác đã thấy được là cái độ mới của cái sản phẩm này nó đến đâu rồi. Đó, một con quần có độ mới gọi là mới nguyên luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là K203. Quý chị nào mà chúng ta vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ xin, một con quần vải thiết kế form suông ống rộng, chất rất là dày dặn. Mã sản phẩm của mình là K203 và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị đây là một thiết kế quần với cái tông khá là sáng màu. Em này thì là thiết kế form suông ống rộng này, chất vải thì cũng rất dày dặn. Các bác cứ yên tâm, đây đều là những con quần chất lượng rất là cao, quý chị chúng ta có thể sử dụng là vài năm cho mình luôn. Mã sản phẩm là K204, chiều dài là 105, bụng là 86, đùi là 33 và ống là 23. Chiếc này có size là size 33 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Một thiết kế quần đến từ thương hiệu Soa. Đó, chiếc này độ mới rất là cao, quý chị có
coi trên live thôi đã thấy em này là một sản phẩm rất là đẹp rồi. Mã sản phẩm là K204. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là chốt đơn với nhà sàn Nhật Sinh. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần chất kaki với tông màu chủ đạo của chiếc này là tông màu ghi đậm. Mã sản phẩm là K205, chiều dài sản phẩm là 93, bụng là 84, đùi là 34 và ống là 24. Bác nào thường mặc quần size 32 thì có thể là lựa chọn cho mình em này. Với sản phẩm này thì các bác cũng phải mặc lên trên người mới thấy được là cái form dáng của chiếc này lên rất là đẹp. Cái form dáng nó rất là vừa phải luôn. Em này thì sẽ thích hợp để các bác mặc hàng ngày, mặc đi làm này. Và thiết kế cũng đầy đủ là túi trước, túi sau. Chất kaki của mình cũng là chất kaki không có giãn luôn. Mã sản phẩm là K205. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế quần chất kaki mềm với tông màu là tông màu xanh than. Em này thì mã sản phẩm sẽ là K206, chiều dài là 98, bụng là 74, đùi là 34 và ống là 24. Size của chiếc này thì là size 27 cho các bác chúng ta lựa chọn. Vì là nó là cái chất kaki mềm nên là các bác coi trên live thì sẽ thấy cái form nó hơi rủ một chút, nhưng mà yên tâm là khi mà mặc lên trên người form dáng vẫn lên rất là chuẩn cho quý chị luôn. Em này thì các bác có thể là phối chung áo sơ mi này, áo polo hoặc thậm chí là áo phông, áo thun thôi, các bác mặc cũng rất là đẹp rồi. Và mã sản phẩm là K206, dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 27 thì các bác nhanh tay là chốt đơn cho mình hôm nay. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Sản phẩm này thì nó sẽ là một con quần tông màu nâu bò. Quý chị chúng ta ưng những cái tông màu nó trẻ trung năng động một chút thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho mình. Mã sản phẩm là K207, chiều dài là 100, bụng là 78, đùi là 30 và ống là 16. Chiếc này có size là size 29 cho các bác chúng ta lựa chọn. Về mặt form dáng thì sản phẩm này của mình form dáng khá là gọn gàng, nhưng với cái chất vải kaki mềm thì các bác vẫn yên tâm là mình mặc lên nó cực kỳ thoải mái, dễ chịu này. Độ mới của sản phẩm thì còn rất là cao, mã K207. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này màu sắc cũng khá là sáng, cũng khá là nổi bật. Mã sản phẩm là K208, chiều dài là 102, bụng là 80, đùi là 32 và ống là 25. Size của chiếc này sẽ là size 30 và đây cũng là một con quần chính hãng của nhà Uniqlo luôn. Đây quý chị có thể là coi tem mác cho nó yên tâm này. Đó, nhà sành đồ si cam kết với các bác toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Và độ mới của chiếc này thì cũng rất là cao luôn. Quý chị nào chúng ta đang tìm kiếm các cái sản phẩm quần dài này, những cái sản phẩm quần chất lượng tốt để mình mặc đi làm hàng ngày và mình có thể sử dụng được lâu dài thì có thể là chốt luôn cho mình cái em này. Một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, cái form suông như này thì cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã K208. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay và cũng là một con quần cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Một sản phẩm của thương hiệu Rush Hour. Mã sản phẩm là K209, chiều dài là 101, bụng là 80, đùi là 30 và ống là 21. Chiếc này có size là size 30, cũng là cái tông màu nâu bò luôn. Cái tông màu này thì rất là trẻ trung rồi và các bác cứ yên tâm là cái tông màu này cực kỳ dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này là thiết kế form suông ống đứng này, cái form này thì nó không bị quá rộng này, cũng không quá ôm đó. Và độ mới của sản phẩm thì rất là cao, chất vải kaki dày dặn và là hàng không có giãn. Quý chị nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ si. Mã sản phẩm của mình là mã K209. Đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành đồ si xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành đồ si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đồ si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.